500 đơn hàng, hơn 500 đơn hàng, thật không thể tin được. Đây chính là doanh số bán hàng trong một buổi live stream. Nhưng ở trong giấc mơ của em tối ngày hôm qua. Đây, giới thiệu anh em, đây là mẫu lồng trào màu tích chạm hoa lá tre nhé. Và cái doanh số bán hàng kia là một cái doanh số trong mơ của em. Đấy, nhưng mà mọi giấc mơ thì đều có thể biến thành sự thật đúng không em? Đây là cái mẫu lồng vô cùng đẹp dành cho tất cả các anh em này. Đây là mẫu lồng trào màu của Mun Nóc Tàu nhé. Mẫu này thì rất là lâu rồi thì bên em mới triển khai làm lại cái mẫu lồng này. Anh em nào yêu thích cái mẫu lồng này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé. Tích của nó sẽ là chạm hoa lá tre này. Lồng được đánh bóng gỗ tự nhiên, rất là tỉ mỉ từng chi tiết một bằng gỗ tự nhiên của lồng nhé. Lồng này thì thiết kế là form lồng cao. Nếu anh em thích form lồng lùn thì anh em cũng có thể đặt được nhé. Form lồng lùn, lồng đấu. Móc thì bên em sẽ kết hợp với chiếc móc đồng để tăng cái độ bền đẹp cho chiếc lồng nhé. Nóc tàu này, phần này thì anh em yên tâm là lồng vô cùng chắc chắn nhé. Đấy. Kích thước của lồng là size 35cm. Đấy. Form lồng 17 nan nhé. Anh em thích đặt form to hơn thì cũng có thể đặt được. Đấy, anh em yêu thích thì hãy alo ngay với siêu thị lồng chim để đặt em mẫu lồng trà màu gỗ Mun Nóc Tàu này nhé.